Những ngày qua thì mạng internet tại Việt Nam liên tục chập chờn, khiến người sử dụng rất khó truy cập trong việc gửi thư điện tử hoặc vào các trang web có server ở nước ngoài. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Lâm Quốc Cường, giám đốc công ty viễn thông quốc tế VNPT cho biết, hiện tuyến cáp quang biển AAG đang gặp sự cố chạy không ổn định. Đơn vị điều hành tuyến cáp này đang lên kế hoạch sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Lịch trình dự kiến sửa chữa tuyến cáp quang AAG vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 6 tới hệ thống Internet sẽ bị tạm ngắt ở một vài thời điểm để sửa chữa cho đến ngày 17 tháng 6. Như vậy, trong thời gian khoảng 10 ngày này, Internet đi quốc tế qua tuyến các quang biển AAG sẽ bị chậm, thậm chí gián đoạn một vài thời điểm. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, tuyến các quang biển AAG bị đứt hai lần. Mỗi lần sửa chữa phải mất hơn 2 tuần mới xong, gây ảnh hưởng nhiều đến việc truy cập Internet đi quốc tế đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những sự cố liên quan đến tuyến cấp quang biển aag nên người sử dụng internet trong nước không cảm thấy bất ngờ điều mà họ bức xúc là hàng tháng phải bỏ một số tiền không nhỏ để được sử dụng internet tốc độ cao vậy mà dịch vụ thường xuyên không được đáp ứng